Chào các bạn, thầy Hán Quang Dự đây. Trong video này thì thầy Dự hướng dẫn các bạn cách để có thể đăng được tài liệu của mình, gồm có ảnh này, video này, tài liệu dạng doc, dạng Excel, tất cả những gì mình có trên Internet lên trên Internet. Tất cả những gì mình đang có trên điện thoại lên trên Internet để còn có thể là gửi đường link cho người khác. Tức là cái này có hai chức năng. Một là các bạn có thể là lưu lại thông tin, lưu lại tất cả những gì mình đang có ở trên một cái kho trên Internet để mình cất nó đi. Cái thứ hai là mình có thể gửi đường link. Thì bạn cần có gì ạ? Gửi đường link cho người khác hay chia sẻ cho người khác, đặc biệt là nộp bài cho thầy Dự. Thì bạn vào River, có một ứng dụng River. Các bạn nhìn thấy ứng dụng River chưa nhỉ? Đó, bạn nào chưa có thì vào App Store. River là cái ứng dụng của Google mà miễn phí, bạn yên tâm hoàn toàn miễn phí. Đó, bạn kích ở phía dưới đấy. Xong bạn kích là Driver. Xong bạn kích vào tìm. Rồi. Tìm xong rồi thì gì ạ? Như của thầy Dự là kích nút mở, bởi vì thầy Dự đã download nó về rồi. Còn bạn thì sẽ chưa có thì sẽ kích vào nút nhận. Và nếu người ta đòi cái tài khoản iCloud hay tài khoản iTunes gì đó thì bạn sẽ điền cái email của bạn vào, xong điền cái mật khẩu của bạn vào. Và nếu mà sai thì mình lại làm gì nhỉ? Thì mình sẽ kích vào sai mật khẩu. Sai mật khẩu thì nó sẽ gửi lại vào email của mình lấy lại thôi. Rồi, đơn giản. Nói chung là bạn bị sai cái bước nào thì bạn lên Internet bạn search, bạn lên YouTube search thì rất nhiều cái hướng dẫn trên đấy rồi. Hay quá. Rồi nhớ nhá, Google Drive này. Rồi bạn có thôi thì bạn vào mở Google Drive nào. Đấy, bạn kích nó. Và bạn kích nó rồi thì bạn sẽ đăng nhập nó. Ví dụ thầy Dự có tài khoản là Dự An Quang này. Thì để còn có thể là đăng nhập được vào nó nhá. Như của thầy Dự đây, nó hiện ra tài liệu đây là chứng tỏ thầy Dự đăng nhập rồi. Nhưng bạn chưa đăng nhập thì bạn kích vào nút ở phía trên đấy. Đấy, bên trái, phía trên. Rồi. Như của thầy Dự là đăng nhập rồi, thầy Dự chọn tài khoản khác. Còn của bạn thì nó chưa có tài khoản nào cả, thì bạn kích vào đăng nhập tài khoản thôi. Thì bạn điền email, điền mật khẩu email vào. Nó trùng với Gmail ấy nhá. Gmail của bạn và mật khẩu Gmail nó trùng nhau. Nên tốt nhất là cái gì liên quan đến Gmail bạn để chung một tài khoản, chung một mật khẩu cho dễ nhớ. Bạn bảo mật nó vào là được. Nhớ nó, đừng cho ai biết. Đăng nhập trên máy lạ xong ra phải thoát, phải xóa ngay. Xóa ngay trình duyệt đi. Thì trong driver này bạn làm được rất nhiều thứ. Bạn có thể viết sách ở trong này được. Bạn chọn trang trình bày là bạn viết sách được. Bạn muốn lưu chữ dạng text thì bạn chọn doc. Bạn muốn làm Excel thì bạn chọn là Excel. Trang tính, đúng rồi. Ở đây thì demo thôi, đừng quan tâm. Và quan trọng nhất là bạn vào đây rồi đã. Tức là bạn đăng nhập được xong tài khoản Gmail đã. Rồi, nào đăng nhập xong tài khoản Gmail rồi đúng không? Thì bây giờ bạn kích vào gì ạ? Bạn kích vào trang chủ của nó ấy. À không phải cái này nhá, không phải cái này. Đây thì tôi đang kích nhầm. Bạn ra trang chủ của nó. Rồi, đây trang chủ đây rồi. Bạn kích vào dấu cộng kìa. Driver của tôi ấy, kích vào driver của tôi chính là trang chủ. Dấu cộng, nó kích vào thư mục. Ví dụ bây giờ bạn cần phải tạo ra một cái thư mục để lưu các mind map của bạn vào để nộp cho thầy Dự. Rồi hay quá. Bạn chọn là gì ạ? 50 hoặc là 50 cộng mind map. Ví dụ như thầy Dự tạo luôn của thầy Dự nhé, là 50 cộng mind map của thầy Dự. Rồi hay quá. Đấy, tức là mình tạo ra một cái, đây gọi là một cái folder, tức là một cái thư mục. Thì tài liệu của mình sẽ ném tất cả vào thư mục này. Thì bạn cần có mind map thì bạn kích vào thư mục đấy. Xong bạn kích vào dấu cộng ở dưới này. Xong bạn bắt đầu tải lên. Bây giờ không phải thư mục nữa đâu nhá. Nếu các bạn thư có một con thì cho vào thư mục thôi. Nhưng đấy là thư mục rồi. Thì bây giờ mình tải lên, bắt đầu mình bắt đầu tải từ logo của mình lên. Bạn có mind map thì bạn phải chụp ảnh vào máy ảnh của bạn ấy. Rồi, bây giờ thì tìm những cái mind map của thầy Dự. Rồi đăng lên thôi. Nhiều lắm. Trong vòng 3 tiếng đồng hồ, chưa đầy 3 tiếng đồng hồ thì Dự còn làm được 21 cái mind map cơ mà. Và cái mind map này thì nó có đặc biệt là gì ạ? Là mind map này mình làm để phục vụ một đối tượng nào đấy, chứ không phải là mình cứ đọc cuốn sách và mình biết gì mình viết ra thôi. Mình biết là cái này để phục vụ cho đối tượng nào. Ví dụ như các bạn xây dựng hình chuyên gia, là chuyên gia trong tâm trí của những người đang yêu
vấn đề nuôi dạy con, quan tâm vấn đề nuôi dạy con đúng không? Nên bạn đọc sách về nuôi dạy con, hoặc bạn đọc tài liệu nuôi dạy con, hoặc là bạn thấy cái điều gì đó tuyệt vời, bạn tự nghĩ ra liên quan nuôi dạy con. Đó thì bạn phải làm với cái nội dung như vậy để phục vụ cho đối tượng mà người ta cần nuôi dạy con. Tức là mind map làm phải phù hợp với đối tượng. Ý thực sự là như vậy. Và những điều bạn trình bày trong mind map có thể là kiến thức bạn sưu tập được, có thể là trải nghiệm của bạn, có thể để là điều ý tưởng đề xuất của bạn, tùy các bạn. Rồi, chọn, bạn chọn hết rồi. Chọn đưa lên. Đó, thì bạn thấy không? Đưa lên. Thế là xong cái phần đưa tài liệu lên nhá. Sau này bạn có thể đưa những cái file ngoài máy tính của bạn ấy. Bạn làm rất nhiều bản Word, bản Excel lưu ngoài máy tính rồi đúng không? Nhưng sợ nó mất, nó sợ để ngoài nó bị mất đúng không? Hoặc là điện thoại của bạn chụp rất nhiều ảnh này, điện thoại của bạn rất nhiều cái có cái gì đó mà bạn sợ mất thì bạn cứ cho lên đây. Thấy sự hơi tham, cho lên tất cả lên đây này. Mấy cái đây, mấy 59 này bao nhiêu đây? Nhiều cái quá nên là nó sẽ hơi lâu cho các bạn. Mất khoảng 2 phút. Mất 2 phút. Các bạn thấy không? Để mình học thêm một điều mới thực ra nó không khó. Mình dành thời gian ra. Nhưng khoảng đầu tiên thì mình sẽ học thêm điều mới, nó hơi khó một tí, mình cảm thấy là nó hơi phức tạp một tí, mình cảm thấy là bởi vì cái đầu mình đang rất trống ấy, chứng tỏ rất là tốt. Bạn phải vui mừng vì điều đó. Giống như mình là một cái cốc nước nó rỗng rồi. Xin lỗi, một cốc nước rỗng mà cốc nước không có gì, gọi là một cốc nước vơi chưa có gì cả. Thì bây giờ có thêm vài giọt nước mà nó chẳng thấm vào đâu cả. Nhưng cái hay là nó vẫn giữ được trong cốc nước đấy, tại vì cốc nước đấy là cốc nước nó có đáy. Nhưng khi mà giọt nước nó nhiều rồi, tức là bạn kiên trì bạn chăm học thêm điều A, điều B, điều C rồi thì bạn sẽ thấy là tất cả nó có sự liên hệ với nhau. Và lúc đó bạn sẽ đến một cái vùng sáng tạo để bạn học thêm điều mới, bạn nhìn ra điều mới, bạn bạn phát hiện ra ý tưởng mới của mình vô cùng nhanh. Thầy Dự là người trải nghiệm cái này rồi nên là các bạn đang đang trải nghiệm lại những gì thầy Dự đã trải nghiệm và chắc chắn nó thành công. Yên tâm. Hành trình trở thành người phụ nữ giàu có của bạn nó ngắn hơn rất là nhiều rồi. Và hãy nhớ nhé, các bạn phải đặt mục tiêu ra là mình phải thành công, không phải vì mình, không phải vì những người xung quanh vậy. Mà bạn đang học thầy Dự rồi, thầy Dự muốn rằng bạn phải trở thành, thực sự là trở thành niềm tự hào của thầy Dự. Thầy Dự đi về các tỉnh mà thấy các bạn đón tiếp, xong các bạn khoe thành tựu của bạn, thầy Dự vui vui nhiều chứ, vui vui quá vui luôn. Chứ đâu có nhất thiết là phải là học viên có phí hay miễn phí gì đâu. Nhưng đã nhận là học viên của thầy Dự rồi thì bắt buộc phải là niềm tự hào của mình. Sau này đi đâu mình còn khoe là đây học trò của mình, đây học trò của mình, học trò của mình. Và các bạn đi đâu các bạn cũng tự hào khoe rằng đây là ông thầy của tôi, ông thầy của tôi đã giúp tôi tạo được những thành tựu như thế này. Đấy, các bạn thấy những tin nhắn của nhóm 90 người lột xác này. Thì đây là những video mà thầy Dự thực tâm là làm để cho các thành viên trong nhóm 90 người lột xác. Họ có thể lột xác được bản thân mình. Mỗi người có một cái chủ đề riêng. Ví dụ như là thầy Dự thì chủ đề là trở thành chuyên gia trong tâm trí của những người đang bán hàng online, những người phụ nữ bán hàng online. Nên thầy Dự làm những video cho những người phụ nữ bán hàng online. Rồi, khi bạn đăng lên rồi nhá, thì bạn hoàn toàn có thể là bây giờ vào driver của mình đây. Bạn có thể back nó lại. Có cái nút back ở phía trên kìa. Đây này. Đấy. Back chỗ 50 cộng ấy, có nút quay trở lại ấy. Đấy, bạn quay trở lại. Thì bạn nhìn thấy cái folder của mình. Cái này nó vẫn tiếp tục nó upload lên kệ nó. Thì bạn kích vào cái 50 mind map của thầy Dự, ví dụ kích vào như vậy. Còn của bạn là cái tên của bạn nhá. Bạn kích vào cái nút 3 chấm kìa. Đấy, bạn kích vào nút 3 chấm thôi nhá. Xong bạn bật cái nút chia sẻ lên, xanh lên. Đấy, bạn nhìn thấy chia sẻ xanh chưa? Bật lên. Nó lại quay trở lại như cũ đúng không? Không sao cả. Bây lại bấm lại vào cái nút 3 chấm đấy. Xong bạn kích vào sao chép liên kết. À, kích vào nút sao chép liên kết. Đấy, cái thao tác này nó hơi nhanh đúng không? Bước 1 là bạn kích vào nút 3 chấm ngay cả. Sau nó hiện lên là bật liên kết chia sẻ thì bạn bật nó lên. Xong bạn lại kích lại lần 2, xong bạn sao chép liên kết. Xong bắt đầu bạn ra cái fanpage của thầy Dự để bạn nộp bài. Hoặc là bạn có thể gửi cho người bạn của bạn, gửi cho bất kỳ một ai. Ai nhận được đường link này cũng có thể xem được. Nào bạn vào fanpage của thầy Dự nào. À không phải, fanpage của thầy Dự cơ. Rồi bạn bây giờ phải vào Facebook cá nhân của bạn. Đây, trình Facebook cá nhân. Vừa nãy là thầy Dự vào cái trình là trình quản lý. Bạn search là thầy Hán Quang Dự. Rồi, sau đó là gì ạ? Bạn xem ảnh. Xem cái ảnh bìa luôn nhé. Tại vì trong ảnh bìa đấy nó có link. Link báo cáo ấy, link đồ bài tập ấy. Kích vào ảnh bìa, kích vào nút xem thêm này. Rồi, xong bạn xem là cái bài tập này là bài tập số mấy. Tạo ra mind map nội dung chuyên gia. Rồi, kích vào đường link đấy để đến với cái phần mà bạn cần phải nộp bài. Rồi, đây rồi.
Thành quả số 2 đây rồi. Rồi bây giờ bạn comment vào thôi. Rồi, đây là 50 cộng mind map của thầy Dự về chủ đề chuyên gia. Thì bạn ghi là đây là hơn 50 hoặc là 60 hoặc 70 mind map của em về chuyên gia nuôi dạy trẻ hoặc là chuyên gia gì đó. Xong bạn paste cái đường link, bạn dán cái đường link vừa bạn copy vào. Đã xong rồi. Dễ ngon ợt luôn. Yên tâm nhé, thầy Dự cũng sẽ dạy các bạn cái kỹ thuật để các bạn có thể là gì ạ? Hay giờ tốc độ bàn phím của thầy Dự cũng nhanh phết đấy chứ. Thầy Dự dạy các bạn cách quay màn hình như này, yên tâm đi. Rồi, thế là xong. Thế là ai kích vào đường link để xem được, thầy Dự kích vào xem được. Và bạn có thể xem những cái bài, những cái máy map của người khác để học tập. Tuyệt vời thế nhỉ? Rồi. Đó, sau này bạn đăng hình ảnh lên, đăng rất nhiều thứ khác nữa lên. Thì bạn cứ tạo cái folder mới, xong bạn đăng lên, xong bạn gửi đường link folder đấy. Nếu cho tất cả mọi người, thì mọi người sẽ kích vào folder thì sẽ vào được xem tất cả các ảnh này của bạn. Rồi, đây là mind map, và sau này bạn gửi ảnh thì tạo folder mới nữa nhá. Để nó không trùng lặp nhau. Rồi, đó. Cảm ơn bạn. Vô cùng đơn giản, vô cùng đơn giản. Rồi, đăng ký vào kênh YouTube này. Hoặc là bạn xem được rồi thì bạn comment xuống dưới là em đã xem rồi. Hoặc comment giới thiệu tên của mình, giới thiệu sản phẩm mình đang kinh doanh, giới thiệu những lĩnh vực mình đang là chuyên gia. Thì sẽ có nhiều người bạn kết bạn với bạn, nhiều người trả lời bạn. Để có đường link Facebook của bạn ở dưới cũng được, nếu như bạn đang xem trên YouTube. Ok, hẹn gặp lại các bạn nha. Rồi bạn comment, bạn có đang bán sản phẩm gì, bạn đang kinh doanh sản phẩm gì, bạn đang có tài năng gì chia sẻ, bạn có tài liệu gì miễn phí tặng cho mọi người, thì bạn cứ comment ở phần phía dưới này. Bye bye và hẹn gặp lại bạn.